Lời đầu tiên thì Xuân Anh xin thay mặt công ty Dragon USA gửi lời cảm ơn tới các quý vị khán giả khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, cũng như là quý vị đang xem đài ở gần các khu vực miền Nam California đã tin tưởng và ủng hộ dược thảo đông trùng hạ thảo loại 900mg của công ty Dragon USA của chúng tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Trong thời gian có hạn của ngày hôm nay thì Xuân Anh xin được tóm tắt lại một số câu hỏi rất là căn bản. Thứ nhất, có nhiều người gọi vào hỏi ngay rằng có thật sự là đông trùng hạ thảo loại có hàm lượng tối đa là 900mg này đang bán với giá là $90 mua một chai tặng một chai hay không? Vì tôi thấy trên thị trường bây giờ thì đang bán đông trùng hạ thảo với hàm lượng thấp hơn khoảng từ 300 cho đến 500mg, nhưng giá cũng còn vẫn rất cao, cao hơn nhiều với giá của công ty đưa ra. Vậy thì xin thưa với quý vị rằng đây là hoàn toàn sự thật. Trước kia chỉ có vua chúa hoặc là người giàu mới có khả năng uống đông trùng hạ thảo. Nhưng với công nghệ kỹ thuật tiến bộ hiện nay thì công ty Dragon USA đặc biệt quan tâm đến sức khỏe nên muốn tạo điều kiện để cho bất kỳ người nào cũng đều có khả năng và cơ hội được mua đông trùng hạ thảo loại 900mg này. Và dĩ nhiên, giá đặc biệt này sẽ được công ty Dragon USA của chúng tôi đưa ra ở khoảng thời gian rất là nhất định. Nếu có sự thay đổi về giá cả thì chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho quý vị biết ngay. Câu hỏi tiếp theo cũng được nhiều người quan tâm không kém, đó chính là vậy uống đông trùng hạ thảo thì sẽ có lợi như thế nào cho sức khỏe? Đó chính là đông trùng hạ thảo rất nổi tiếng về việc tăng cường sinh lực cho những người uống, chẳng hạn như là quý vị nào lao động về trí óc lẫn như là thể lực đều khi uống vào sẽ có khả năng kéo dài khả năng và cũng như là năng lượng hơn, khiến cho sinh lực cơ thể trở nên dẻo dai và khỏe khoắn hơn. Nếu ai đang bệnh và mệt mỏi hay đang bệnh rất là nặng thì rất cần uống đông trùng hạ thảo loại 900mg, vì dược thảo này có tác dụng bồi bổ sinh lực giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật. Trong khi uống với thời gian lâu hơn thì sẽ có tác dụng bảo vệ được phổi và thận. Vậy người khỏe mạnh bình thường thì có cần uống hay không? Thưa quý vị, trong cuộc sống ô nhiễm như stress lẫn mối nguy hiểm về các loại thực phẩm không an toàn cho sức khỏe, thì khi uống đông trùng hạ thảo này vào sẽ giúp đào thải và sàng lọc những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra ngoài và tăng cường những dưỡng chất đầy đủ. Vậy nhiều người lại nói rằng, vậy giá rẻ chỉ có $90 như vậy mà mua một chai lại tặng một chai. Vậy thì có bao nhiêu viên trong một chai như thế này, uống như thế nào? Vâng, tuy giá cả rất phải chăng như vậy, nhưng một chai như thế này vẫn có số lượng rất là nhiều, có chứa tới 60 viên. Và quý vị có thể uống mà không ngại sẽ phải kỹ với thuốc Tây y. Cơ thể của chúng ta mỗi ngày phải dung nạp ít nhất là 900mg, nên một ngày phải uống ít nhất là từ 1 hoặc nhiều hơn nữa là tùy quý vị. Nếu chúng ta thấy không khỏe thì uống nhiều hơn chút, nếu khỏe ít thì ít nhất cũng phải uống từ 1 cho đến 2 viên hoặc là nhiều hơn. Hơn nữa, trong trùng hạ thảo này được làm bằng viên con nhộng, băng thảo mộc làm từ cây cỏ nên rất tiện lợi cho những người ăn chay mà lại có tác dụng tan ngay trong cơ thể chỉ trong vòng 5 phút và giúp quý vị giảm cholesterol vì làm bằng thảo mộc chứ không phải là từ các sản phẩm từ động vật. Hiện nay, nếu mà quý vị mua một chai, quý vị sẽ được tặng một chai với giá chỉ có 90 đồng. Và thêm vào đó thì quý vị có thể mua trực tiếp tặng cho những người thân hay bạn bè tại khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ lẫn Canada. Nhưng công ty Dragon USA sẽ miễn phí shipping cho quý vị nếu quý vị mua trên $100. Vậy thì mong quý vị hãy gọi nhanh vào số điện thoại của IBC Home Shopping, đại lý độc quyền duy nhất của Dragon USA, số 714-892-5717 để đặt mua ngay đông trùng hạ thảo loại 900mg để giữ cho bản thân mình lẫn người thân luôn có sức khỏe dẻo dai, cơ thể không bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra theo dõi thông tin của công ty Dragon USA.